Đây là thùng nước hồng sâm Dung Hiêu nông híp. Một thùng là có 5 hộp, mỗi hộp có 30 gói nhân với 70 ml trên một gói. Đây là một thùng nguyên. Có 5 hộp này, 1, 2, 3, 4, 5. Kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại làm video này giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một mẫu sản phẩm mới của hàng nhập khẩu Âu, phân phối giới hạn trong phạm vi trước mắt là của các công ty về hội thảo, là nước hồng sâm Nhung Hiêu của tập đoàn Nông Híp, hiệp hội Nông Híp của Hàn Quốc. Do gọi là Trung Quốc Ginseng Cooperative Association sản xuất. Thì một hộp này là có 30 gói, mỗi một gói là có 70 ml. Một bộ sản phẩm gồm có một hộp hồng sâm như quý vị đang nhìn thấy đây, cộng với một cái túi đựng rất là đẹp cùng màu luôn đi kèm. Đây là mặt trước của sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Các thành phần dinh dưỡng hàng nhập khẩu Âu là có tem phụ dán kèm, hoặc là quý vị không cần thì không lấy thì hàng nhập khẩu có thể sẽ gửi cho quý vị qua email. Bản mềm về tự in, hạn sử dụng là tháng 6, mùng 6 tháng 12 năm 2021. Đây là mặt trong của sản phẩm. Đây là một hộp như này gồm có 30 gói, được chia làm 6 hộp nhỏ phía trong. Mỗi một hộp nhỏ phía trong gồm có 5 gói. Đây là một hộp nhỏ trong một hộp lớn. Một hộp này có 5 gói phía trong này. Được niêm phong, dán niêm phong từng hộp rất là cẩn thận, không bóc, bóc ra là không dán lại được. Thì về cái thành phần của cái nước hồng sâm Dung Hiêu Nông Híp 30 gói nhân 70 ml này thì có chứa rất nhiều những cái dưỡng chất khác nhau. Thì trong đó đặc biệt là nhắc đến saponin, hàm lượng saponin trong này thì khá là cao. Ngoài ra thì còn rất nhiều khoáng chất khác như là sắt này, đồng này, kẽm này, các enzyme, vitamin như B1, B2 hoặc axit béo. Thì sản phẩm này là được sản xuất theo một cái quy trình cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo cái chất lượng, nên đã được chứng nhận là HACCP, quý vị có thể nhìn thấy lúc ban đầu đấy. Cái chứng nhận đó là chứng nhận về thực phẩm được đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thế còn về cái tác dụng thì nước hồng sâm này có rất nhiều cái tác dụng khác nhau. Đặc biệt thì mình nhắc đến là cái tăng cường sinh lực, tăng tuổi thọ, giúp tinh thần thoải mái, bồi bổ toàn thân cho cơ thể, hoặc là những cái tác dụng liên quan đến cái phòng ngừa bệnh mất trí nhớ cho người già, làm đẹp da, vân vân. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi. Thì người lớn sử dụng 1 đến 2 gói trên một ngày, mỗi lần một gói. Thì trẻ em cũng thể dùng được, nhưng mà dùng với liều lượng một nửa người lớn. Thì dùng trước hoặc sau khi ăn 30 phút. Nhưng mà sản phẩm này cũng không nên sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Vì Dung Hiêu cũng như là hồng sâm thì có cái tác dụng rất mạnh trong việc kích dục, có thể làm cho trẻ dậy thì sớm. Cái công dụng chi tiết ấy, thì quý vị vui lòng xem trên tem phụ.
Thế thì một thùng của nó thì có 5 hộp 30 gói này, một thùng nguyên. Thì hàng nhập khẩu Âu hiện tại đang phân phối hàng trăm cái mặt hàng nhung hiêu, hồng sâm của các hãng khác nhau, từ Nông Híp này đến Kangwa này, đến Bio, đến Samsung, đến Quang Đông, đến Tiêu, rất nhiều các hãng khác nhau. Tất cả các mặt hàng này đều có cái giấy tờ xuất xứ hàng hóa như là các quy định về an toàn thực phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thì quý vị lấy số lượng nhiều, hàng nhập khẩu Âu sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Thì xin quý vị vui lòng đăng ký để theo dõi, bấm vào chuông, bấm vào đăng ký để theo dõi các video tiếp theo mà hàng nhập khẩu Âu sẽ đưa tiếp lên trên YouTube này. Xin trân trọng quý vị.